chương 41, đồng minh học sinh cá biệt, 18. Khi cảnh sát kiểm tra Sơn, phát hiện Sơn là hỗn hợp hai loại, mặc dù màu sắc giống nhau, nhưng cũng không phải cùng một nhãn hiệu, thành phần bên trong có hơi khác nhau. Trải qua phân tích, đầu tiên chắc là có người hát Sơn một lần, sau lại có người hát thêm lần nữa. Căn cứ vào bằng chứng hiện nay chúng ta có được, chắc là có học sinh làm việc xấu hát Sơn lên, thế nhưng không ngờ tới lại thuận tiện cho thủ phạm tương kế tự kế. Cảnh sát đang ở trong phòng họp thảo luận vụ án, lớp sơn bị đổ đầu tiên có thể là học sinh sau đó là kẻ tình nghi hát lên việc hiện tại là tìm ra học sinh nào hát sơn lộc manh có khả năng tình nghi tương đối lớn tôi thấy không giống tối qua cô bé mới đến đồn cảnh sát có người phản bác lúc đó còn có thầy chủ nhiệm của trường đến bảo lãnh chủ nhiệm nói là tự mình đưa cô bé về nhà chúng tôi cũng đã điều tra rồi sau khi lộc manh quay về thì không đi đâu cả cô giúp việc nhà cô bé có thể làm chứng người giúp việc đêm nào cũng phải rời giường đi toilet vài lần đều thấy Lộc Manh ngủ trên sofa phòng khách. Cô bé ở đồn cảnh sát, ừ, đánh nhau. Người cảnh sát kia gật đầu, đừng xem cô bé ấy bộ dạng gầy yếu, có thể đánh nhau đấy. Đám cảnh sát lướt nhau. Lộc Manh vẫn phải tiếp nhận điều ra, bây giờ cô bé là kẻ bị tình nghi lớn nhất. Thầy chủ nhiệm nói thời điểm anh ấy rời khỏi hội trường, cô bé ấy lại vào đó. Ừ, thế nhưng lúc đó cô bé cũng không mang gì vào, hơn nữa lại rời đi rất nhanh. Căn cứ theo bảo vệ của trường thấy Lộc Manh rời đi, theo tính toán thời gian lộc manh ở hội trường cũng chỉ có vài phút thời gian gây án không đủ sau đó cũng bởi vì đánh nhau vào đồn cảnh sát được thầy chủ nhiệm đưa về nhà điều tra lại cẩn thận một chút cuối cùng cấp trên đưa ra kết luận không rõ ràng ngay thời điểm cảnh sát đang điều tra ai là người hát sơn đầu tiên thì có học sinh đến nhận tội nói là mình hát bởi vì lúc trước muốn tham gia tiết mục của lớp nhưng bị từ chối nên đã ghi hận trong lòng cho nên đợi đến tối hôm đó đổ sơn lên cô bé cũng không nghĩ được là lại phát sinh chuyện như vậy càng không biết sao trong sơn lại có máu nên vô cùng sợ hãi. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đi nhận tội. Lúc học sinh đó đến, vừa lúc Minh Thù được cảnh sát gọi đến điều tra. Nghe xong lời khai của học sinh đó, cô hơi nhướng mày, tranh hỏi trước cảnh sát. Cậu hát, cậu vào hội trường từ chỗ nào? Tôi nhớ lúc tôi đi ra tôi đã khóa cửa lại rồi. Cửa hội trường là cửa tự động. Lúc Minh Thù đi vào bởi vì thầy chủ nhiệm ở bên trong, cho nên cửa mới mở. Thế nhưng cửa hội trường một khi đã đóng, thì cần phải có chìa khóa mới có thể mở được. Lúc minh thủ rời đi đã đóng cửa cẩn thận rồi. Tôi, sắc mặt học sinh kia liền tái nhợt, tôi có chìa khóa. Tôi nhớ cái chìa khóa của hội trường. Ngày hôm qua giáo viên đã giao cho hội trưởng và hội phó hội học sinh, cậu lấy chìa khóa ở đâu? Minh thủ chống cầm cười khẽ, hay là cậu trộm? Không có, không có, không phải là tôi trộm. Học sinh kia phản bác theo bản năng. Bị người khác chỉ đích danh là ăn trộm, nếu như không trộm đồ sẽ lập tức phản bác vô ý thức người học sinh này cũng không ngoại lệ nhưng sau đó lại đổi ý đúng là tôi trộm minh thù nhìn cảnh sát bên cạnh cậu ta nói dối tôi không nói dối thực sự là tôi hắt học sinh đó vội vã nói chuyện này thực sự là tôi làm hạng người gì mà cảnh sát chưa từng thấy qua mấy cậu đưa cô bé ấy đi thẩm vấn đi lộc manh bây giờ cháu là người bị tình nghi không nên nói chuyện lung tung ai z chẳng phải là cháu đã nói xong hết rồi sao minh thù lắc đầu các chú cũng không tin Trước khi bắt được hung thủ, bất kể là ai cũng đều bị nghi ngờ. Cảnh sát mặt nghiêm túc, "Bây giờ cháu còn chưa có thoát khỏi bị tình nghi bla bla bla." "Được rồi, được rồi, chú cảnh sát, cháu có thể ăn cái bánh mì kia không?" "Bình thường các chú thẩm vấn đều không cho cơm ăn hả?" "Cảnh sát, nghiêm túc nghe anh ta nói một lúc không được sao?" Cảnh sát cũng không phải bọn tay mơ, bởi vì câu kia của Minh thủ chỉ điểm đến hội học sinh giữ chìa khóa hội trường, nhanh chóng tra ra được Kim Vũ Kỳ từ học sinh nhận tội kia. Kim Vũ Kỳ không phải là người của hội học sinh, nhưng cô ta đúng thật có tìm hội trưởng mượn chìa khóa, hơn nữa vẫn chưa trả. Kim Vũ Kỳ sợ cảnh sát tra ra được cô ta, tuy rằng vết máu không có liên quan gì đến cô ta, nhưng vẫn là do cô ta làm bẩn phục trang. Chuyện này nếu như bị tra ra hình tượng của Kim Vũ Kỳ sẽ bị hủy. Để không cho những người khác biết, Kim Vũ Kỳ chỉ có thể dùng tiền mua chuộc một học sinh thay cô ta đi nhận tội. Vốn tưởng rằng tai qua nạn khỏi, không nghĩ tới ở đồn cảnh sát gặp lại minh thù trước kia minh thù đã sớm xác định là do kim vũ kỳ làm tiện thể kéo thêm một loạt giá trị thù hận dù cho minh thù không nhìn ra điểm này sớm muộn gì cảnh sát cũng biết trước khi kim vũ kỳ xuyên thư cũng chỉ là một học sinh những người đó luôn nói là sống hai đời cộng thêm được bao nhiêu tuổi nhưng kinh nghiệm và y quy cũng không nâng lên như tuổi tác bối cảnh của kim vũ kỳ là trường học so với bạn cùng lứa luôn có cảm giác vượt trội cô ta chỉ cần đấu với những học sinh kia là có thể đạt được đỉnh cao trong cuộc sống cứ thế mà hưởng thụ đàn ông nhưng trước mặt cảnh sát kim vũ kỳ cũng chỉ là một học sinh thôi kim vũ kỳ chỉ đổ sơn không tính là phạm tội hình sự nhưng mà chờ đến khi cô ta quay về trường phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô ta rất quái lạ tựa như ánh mắt trước kia mà bọn họ nhìn lộc manh kim vũ kỳ âm thầm cắn răng lộc manh lại là mày cô ta vốn muốn cho lộc manh trở thành kẻ thù của toàn trường ai biết được là gậy ông đập lưng ông nhìn cái gì mà nhìn Kim Vũ Kỳ hung tợn, trừng mắt với học sinh bên cạnh đang liếc mắt nhìn mình. Bị dọa, học sinh rụt cổ một cái, nhanh chóng kéo tay bạn mình chạy xa. Kim Vũ Kỳ bây giờ trông rất đáng sợ, đâu còn hiền lành nho nhã, bình dị gần gũi như ban đầu. Kim Vũ Kỳ không để ý đến những học sinh đang chỉ chỉ trò trò, lòng đầy oán giận đi tìm Thượng Quang Phong. Cô ta nhất định phải để cho Lộc Manh thân bại danh liệt. Cảnh sát ngoại trừ tìm được lớp sơn đầu tiên là do Kim Vũ Kỳ hát, vẫn chưa điều tra ra được người hát máu là ai hơn nữa trong trường cũng không phát hiện được thi thể nào minh thù mặc dù bị tình nghi cuối cùng cũng được loại trừ cô không có thời gian và động cơ gây án chuyện này chỉ có thể đặt qua một bên trường học sợ xảy ra chuyện tự ý phát thông báo nói là có người đang cố ý bày trò máu người cũng là mua từ bệnh viện bởi vì không có thi thể nên lý do này được đa số học sinh chấp nhận cũng coi như chấn an được mọi người bên cảnh sát cũng chỉ có thể tán thành lý do này âm thầm điều tra cuộc thi giữa kỳ càng ngày càng gần học sinh cũng không còn để tâm đến chuyện này người bàn tán cũng ngày một ít đi kỳ thi giữa kỳ vô cùng nghiêm ngặt minh thù nằm dài trên bàn nhìn bài thi một chữ cũng không muốn viết đến khi gần hết giờ cô mới cầm bút hí hoái viết một hồi viết xong thì vừa kịp lúc chuông báo nộp bài vang lên mấy ngày héo mòn trong thi cử thi xong tất cả các môn minh thù mới như được tiếp máu hồi sinh kéo diệp miểu nhiều, nhiều mua đồ ăn cuối cùng cũng có thể thoải mái mà ăn rồi vừa mới đến siêu thị gần trường liền thấy trình diễn mang theo một túi rất nhiều đồ ăn diệp miểu miểu hích nhẹ minh thù bây giờ khắp trường đều đồn lên trình diễn đang theo đuổi manh manh thi xong rồi hả mua cho cậu này trình diễn giơ túi đồ ăn trước mặt minh thù trên miệng nở nụ cười có chút xấu xa lãng tử thường thấy của cậu ta khiến cho các nữ sinh xung quanh phải ồ lên không ngớt minh thù cái đồ đàn ông cứ đến lúc quan trọng là biến mất đây không cần chương bốn mươi hai đồng minh học sinh cá biệt 19 bị Minh thù làm ngơ khoái miệng trình diễn giật một cái cô lại làm lơ hắn lại làm lơ hắn lại làm lơ hắn trông hắn tầm thường như vậy sao lần nào cũng đều làm lơ hắn trình diễn tiện tay ném đồ ăn vặt cho một nữ sinh đứng bên cạnh không để ý nữ sinh kia hét lên sung sướng đuổi theo Minh thù vào siêu thị trình diễn kia trời ạ Hôm nay ở trường lại có thể nhìn thấy trình diễn các nữ sinh khẽ hô khi trình diễn tiến vào hét đợt này đến đợt khác Minh Thù cầm giỏ sách nhanh chóng đi vào bên trong bầy biện đồ ăn, trình diễn nhìn một lúc tiến lên giành giỏ trong tay cô, tôi sách giúp cậu, được không? Không cần. Minh Thù mỉm cười cầm giỏ, quyết không buông tay. Đồ ăn vặt của chấm ngươi cũng muốn giành, đánh chết ngươi cái đồ thiểu năng trí tuệ này. Có thể vì lộc manh mà cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tôi. Trình diễn cũng kiên quyết cầm lấy không buông tay. Bên kia có rất nhiều người chờ cậu cống hiến sức lực, minh thù ý bảo hắn nhìn bên kia nhiều nữ sinh như vậy đang nhìn hắn nghe được lời này của minh thù ai cũng mong đợi thế nhưng tôi chỉ muốn cống hiến sức lực cho bạn thôi trình diễn chăm chú lộc manh bạn không thể nghiêm túc xem xét đề nghị của tôi sao minh thù nhanh chóng buông tay ra lục thủy giúp tớ lấy thêm một cái giỏ được rồi diệp nhiều nhiều ở gian hàng bên kia trả lời minh thù khéo léo nở nụ cười đúng mực xoay người rời đi nếu ngươi muốn lấy chẫm cho ngươi trình diễn kiểu người lúc nào cũng một mình một kiểu, thì theo đuổi thế nào đây? Có cách nào không? Có hướng dẫn nào không? Trình diễn không dám đi giành với minh thù, im lặng theo sau cô. Lộc manh, vụ án hát sân ở trường cậu có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Minh thù bỏ vài hộp sữa chua vào giỏ. Lộc manh, trình diễn cúi người kề sát minh thù. Dù gì thì cậu cũng đã dính dáng đến chuyện này. Mặc dù bây giờ đã loại bỏ được tình nghi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Cậu cảm thấy mình có thể an toàn ở ngoài cuộc sao? Bốp, trình diễn che mắt đúng là đau khổ thật không nói không rằng đánh người ngay được còn nói chuyện tử tế với nhau được nữa không đây minh thủ thu hồi nắm tay cười dịu dàng lần sau còn dám đến gần tôi tôi sẽ xử đẹp cậu nhưng câu nói ấy lại chẳng dịu dàng chút nào trình diễn nhìn minh thủ và diệp miểu miểu đi tính tiền diệp miểu miểu vừa nói vừa cười còn thường quay đầu lại nhìn hắn dường như đề tài mà hai người đang nói là về hắn nụ cười của người kia nhìn không ra là vui hay buồn thỉnh thoảng thêm vào một câu, chọc Diệp Miểu Miểu cười nghiêng cười ngả. Nhìn từ xa thì thấy như một học sinh bình thường, nhưng khi tiếp xúc gần gũi lại đáng sợ như vậy. Ai z, thất bại lần thứ N1, phải đổi phương án khác. Thành tích giữa kỳ nhanh chóng có kết quả, làm người khác ngạc nhiên là học sinh xuất sắc của bọn họ, mỗi môn đều đạt điểm tuyệt đối, lại thi trượt quốc ngữ, chính trị, lịch sử. Không qua môn, cậu ta làm sao vậy? Minh Thù từ vị trí học bá bị rớt hạng, nhưng Kim Vũ Kỳ lại tiến lên, đứng hạng nhất. Trước đây, thành tích của Kim Vũ Kỳ không tính là tệ, nhưng cũng không được tốt lắm. Xếp hạng không khác lắm với minh thủ bây giờ, nhưng hiện tại lại nhảy lên hạng nhất. Kim Vũ Kỳ và Lộc Manh đổi tên cho nhau hay sao thế? Trước đây, tớ còn tưởng rằng Kim Vũ Kỳ thay đổi tốt hơn. Ai rẻ trả khác gì lúc trước, mấy ngày này còn giả vờ cái gì? Cái gì mà không thích Giang Sư Huynh, đều là vờ thả để bắt. Đúng, đúng, trước đây nó thích Giang Sư Huynh như vậy, quấn quýt lấy người ta không buông đột nhiên ngừng dây dưa với Giang Sư Huynh, ngược lại đi thân thiết với Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong người ta là thanh mai trúc mã với Lộc Manh, nếu không vì nó, quan hệ của Thượng Quan Phong và Lộc Manh cũng không tệ đến vậy, đúng là quá nham hiểm. Các cậu nói lần này nó thi tốt như vậy, không biết có gian lận gì không? Thành tích của nó đâu có tốt đến vậy. Đúng đúng, bởi vì vụ án hát sơn lần trước, làm học sinh rất bất mãn với Kim Vũ Kỳ, lời đồn đại trong trường cũng không ít, lần này cô ta còn thi hạng nhất, không phải là đang kéo ra trị thu hận sao? các người nói cái gì các học sinh đang bàn tán đồng thời nhìn về phía sau kim vũ kỳ sắc mặt tái xanh nhìn họ bọn họ liếc nhau cúi đầu tản ra kim vũ kỳ cắn răng nhìn thông báo trên phiếu điểm cái tên lộc manh dường như bị người ta phóng to cực kỳ bắt mắt cô ta móc di động ra lướt đến tên thượng quan phong nhấn gọi a à phong chuyện lần trước em nói anh suy nghĩ kỹ chưa e rằng không tốt lắm thượng quan phong ở đầu dây bên kia có chút do dự a à phong chẳng phải là anh nói có thể vì em làm bất cứ chuyện gì sao anh thượng quan phong trần trừ một lúc khi kim vũ kỳ uy hiếp muốn cúp điện thoại mới đồng ý được anh đồng ý với em minh thủ thi không được bao nhiêu điểm bị giáo viên và thầy chủ nhiệm thay phiên nhau gọi đến nói chuyện thầy chủ nhiệm tự thuyết phục rằng minh thủ bị vụ án hát sơn lúc trước làm ảnh hưởng nói với minh thủ đừng suy nghĩ quá nhiều kỳ thi lần sau nhất định phải phát huy thật tốt những chuyện khác không có liên quan đến học sinh nhiệm vụ chính của học sinh là học tập Minh Thù thuận miệng vâng dạ, trong lòng thì toàn nghĩ đến đồ ăn, đâu có tâm trí nghe thầy chủ nhiệm nói gì đó. Được rồi, được rồi, quay về lớp đi. Thầy chủ nhiệm phất tay. Chủ nhiệm, hẹn gặp lại. Minh Thù từ phòng làm việc đi ra, một phụ nữ xinh đẹp đi tới, cô ta nở nụ cười dịu dàng với Minh Thù, gõ cửa vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Người phụ nữ này tên Thi Nhã Hân, giáo viên tiếng Anh cấp 2, một người rất dịu dàng, thường xuyên lên tiếng vì học sinh, rất có uy tín với học sinh. Minh thủ suy tư trong chốc lát, tìm một góc ngồi trồm hồm ăn đồ ăn vặt. Thi nhã hân nói chuyện thật lâu với thầy chủ nhiệm mới ra ngoài, lúc cô ấy rời đi cũng là khi tan học. Minh thủ theo thi nhã hân quay về khu cấp 2, học sinh cấp 2 bên này nhìn qua đều có chút tinh thần xa sút bầu không khí rất áp lực. Ánh mắt của Minh thủ từ những học sinh tụ tập thành nhóm, chuyển qua những học sinh đơn độc, so với học sinh có bạn bè đi chung, những học sinh này tinh thần có vẻ càng xa sút Cô nhìn những học sinh này một lúc, phát hiện thi nhã hân đã đi mất. Minh Thù kỳ quái đứng tại chỗ nhìn xung quanh một hồi. Hôm nay là thời điểm công bố kết quả kỳ thi giữa kỳ, trên hành lang có bảng thành tích của học sinh cấp 2, thành tích vô cùng thê thảm, chỉ có số ít học sinh có thành tích không tệ lắm. "Chị ơi." Minh Thù liếc mắt, một nữ sinh gầy yếu đứng trước mặt cô, rụt rè nhìn cô. Màu sắc đồng phục cấp 2 và cấp 3 không giống nhau, cho nên nữ sinh này chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra cô là đàn chị học cấp 3. Minh Thù mỉm cười, "Có việc gì không?" Có lẽ là nụ cười của Minh Thù vô cùng dịu dàng lại vô hại, nữ sinh có chút thả lỏng, cô bé nhìn quanh bốn phía nuốt nước bọt, "Chị tới khu cấp 2 làm gì?" Minh Thù bịa một lý do, "Chị đi nhầm đường." "À, chị đi, từ bên này này, đi một lúc là có thể trở về khu cấp 3 bên kia, đã tan học rất lâu rồi, chị đi nhanh đi." Nữ sinh chỉ một con đường cho Minh Thù. Minh Thù nhìn theo tay nữ sinh chỉ, một con đường nhỏ rất hẻo lánh, hướng sang khu cấp 3 nhưng cụ thể không biết thông đi đâu, hoàn toàn khác với lối mà cô đi đến. Hay là em dẫn chị đi nhé. Nữ sinh thấy minh thủ không nói lời nào, quay đầu đề nghị. Lộc manh. Trình diễn không biết từ xó nào chui ra, hơi dùng sức kéo tay cô, hắn quay sang nữ sinh kia nói, cảm ơn em nhé, chúng tôi cùng nhau quay về là được rồi. Thấy có nam sinh xuất hiện, nữ sinh kinh ngạc một chút nhìn trình diễn vài lần, cuối cùng quay đầu chạy đi. chương 43, đồng minh học sinh cá biệt, 20. Minh Thù làm lơ trình diễn, nụ cười có chút dữ tợn, cậu có thôi đi không hả? Ở đâu cũng gặp cái tên thiểu năng này, âm hồn không tan. Trình diễn nhìn xung quanh một chút, lần thứ hai kéo tay Minh Thù đi qua khu cấp 3. Hắn đi rất nhanh, tay dùng lực tương đối mạnh, Minh Thù không dãy ra được. Lúc này, Minh Thù mới phát hiện trình diễn này, trước đây dường như giấu giếm thực lực. Nói theo một cách khác là hắn nhường cô, cái ý nghĩ này quả thật là không thực tế chút nào. Rời khỏi khu cấp 2, đi tới một nơi tương đối hẻo lánh, trình diễn ấn minh thủ lên tường, hai tay đè bên cạnh cô, dùng tư thế hoàn toàn bao vây lấy cô, hỏi, cậu đến khu cấp 2 làm gì? Vậy cậu đến khu cấp 2 làm gì? Hướng hắn đến cũng không phải từ khu cấp 3 đi ra, chứng tỏ trước khi cô tới hắn đã ở sẵn ở đó. Sau này không được đến đó nữa. Trong giọng nói trình diễn tràn đầy nghiêm túc, như ngày trước hắn nói với cô không được đến dãy phòng bỏ hoang. Lộc manh, tôi sẽ không hại cậu. Ở khu cấp 2 cất giấu bí mật gì vậy? minh thù đứng sát vào trình diễn trong mắt đầy ý cười đáng giá để cậu cảnh cáo tôi sao trình diễn đè vai minh thù ấn cô vào tường ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt minh thù lộc manh vì sao luôn luôn làm lơ tôi luôn cảm thấy tôi có mục đích sao cậu không có mục đích sao minh thù hất tay hắn hơi ngửa đầu tôi không có tôi chỉ là muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại thần sắc trình diễn cực kỳ nghiêm túc cậu tin tôi một lần có được không minh thù lắc đầu không Trình diễn có hơi suy sụp, mặc kệ cậu tin hay không, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tùy cậu. Minh thủ đẩy hắn ra, phùi phùi đồng phục. Trình diễn mãnh mẽ kéo cô trở lại, lộc manh, tôi lặp lại một lần nữa, không được đến khu cấp 2. Cậu phiền chết đi được. Minh thủ tung một quyền về phía trình diễn, trình diễn theo bản năng nghiêng đầu, nắm tay lướt qua mặt hắn, thân thể theo phản xạ tính đánh trả lại, nhưng lại bị hắn kìm lại, chỉ là tách ra xa không cho Minh thủ đánh đến mặt mình. Trình diễn, cậu còn nói cậu không có mục đích, Minh thủ xô trình diễn ngã trên mặt đất, lúc này ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng ngón tay dài chọt chọt ngực hắn. Thực lực hiện tại của cậu, lợi hại hơn những gì cậu biểu hiện ra, đúng không? Vì sao không đánh trả? Trình diễn nắm tay Minh thủ, chống thân thể ngồi dậy, động thủ với người con gái mình thích, không phải là chuyện một người đàn ông có thể làm được. Minh thủ cố sức rút tay về, nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo, trình diễn, bớt lừa mình dối người đi, xem tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ gạt à. Trình diễn nói thích cô, nhưng biểu hiện của hắn có chút như là cố ý biểu hiện như vậy không cảm thấy chân thực phải giống như ánh mắt của khương tầm khi đối diện với cô đó mới gọi là thích tuy rằng người hắn thích không phải mình minh thủ nhặt cặp dưới đất lên mỉm cười với trình diễn trình diễn không có việc gì thì đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi chọc tôi tức giận tôi sẽ phế cậu thật đấy không phải là uy hiếp không đâu kể từ sau ngày đó trình diễn cũng không thấy xuất hiện mất tích như những lần trước nhưng mà đàn em của hắn vẫn lượn trước mặt minh thù lúc thì đưa bữa sáng lúc thì đưa đồ ăn vặt manh manh cậu và trình diễn sao rồi diệp miểu miểu cực kỳ thích tò mò chẳng ra sao cả trẫm cùng người ý đồ đen tối có thể thế nào đừng đùa được không cậu không thích hắn sao diệp miểu miểu nháy mắt với minh thù trình diễn đẹp trai như vậy tuy rằng thành tích không tốt lắm nhưng nghe nói nhà hắn không tồi thành tích không tốt cũng chả sao không thích diệp miểu miểu hoài nghi tớ thấy trình diễn rất tận tâm mỗi ngày đều mua bữa sáng đồ ăn vặt trước đây hắn cũng không có đối xử như thế với bất kỳ nữ sinh nào đâu manh manh cậu không thích hắn đừng nói là cậu miệng nói một đằng trong lòng một kiểu nha nói với tớ đi mà tớ không nói với người khác đâu đảm bảo không nói đâu tận tâm minh thù hừ một tiếng lục thủy cậu có hiểu sai về chuyện con trai thích một người con gái như thế nào không đấy không hề diệp nhiều nhiều lắc đầu hắn tặng mấy thứ này có tự tay đưa không chỉ phái hai người đến thế mà được coi là tận tâm à tận tâm như vậy trẫm chả dám nhận diệp miểu miểu nghĩ nghĩ nói thế nhưng mỗi lần người ta xuất hiện chẳng phải là cậu đánh người ta đến cha mẹ nhìn không ra sao như vậy mà hắn còn không từ bỏ cậu tình yêu chân thật đó minh thù không nói nữa toàn là ông nói gà bà nói vịt quan trọng nhất là trẫm không thích hắn không thích một tí nào lộc manh có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu một bạn đưa thư đặt trên bàn trước mặt Minh Thù. Diệp Miểu Miểu lại gần xem, "Ai viết thư tình cho cậu vậy?" Minh Thù cầm bao thư lật qua lật lại, mặt trên không biết gì. Cô mở bao thư ra, bên trong hé ra giấy viết tay, nhìn chữ viết cũng biết là ai rồi, là cái tên đáng ghét Thượng Quan Phong kia. Hắn hẹn Minh Thù đến dãy phòng bỏ hoang, nói là có chuyện muốn nói với cô. Thượng Quan Phong? Tên khốn này lại muốn làm cái trò gì đây? Manh Manh, cậu không định đi chứ? Diệp Miểu Miểu nhìn Manh Manh thu dọn đồ đạc liền sốt ruột khẳng định thượng quan phong không có ý gì tốt trước kia cậu làm hắn bẽ mặt như vậy cậu không thể đi tớ đi ăn đi ăn à diệp miểu miểu thở phào không phải đi gặp thượng quan phong là tốt rồi hẹn ở cái nơi như chỗ đó vừa nhìn đã biết không yên tâm nổi này manh manh vừa nãy khi đến lớp cậu đã ăn rồi sao giờ lại muốn ăn nữa diệp miểu miểu gọi với theo bóng dáng dần khuất của minh thù gần đây manh manh nhà chúng ta ăn nhiều lắm sao cũng không thấy mập lên nhỉ đống thức ăn ấy đi đâu hết rồi những người ăn mãi mà không mập, quả nhiên rất dễ khiến người khác ganh tị. Diệp Miểu Miểu sờ sờ eo thon nhỏ của mình, nuốt một ngụm nước bọt ngăn chặn mong muốn chạy theo Minh Thù ăn gì đó, không được ăn nữa, ăn nữa mình sẽ phát phì. Nghe mấy câu than thở của Diệp Miểu Miểu, Minh Thù nhẹ nhàng cong môi thong thả xuống lầu, sau khi đã ăn no nê cô nhìn lá thư trên tay hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi đến dãy phòng học bỏ hoang bên kia. Lúc này là giờ học, trường học không có ai đi lung tung, Minh Thù đi đến nơi đó, bỗng dưng cảm thấy tòa nhà này có chút u ám. Cô đi lên cầu thang, tòa nhà này nằm ở giữa khu cấp 2 và cấp 3, lúc đầu nhà trường không có khu cấp 2, dãy nhà học của khu cấp 2 bây giờ là sau này mới được xây dựng, dãy nhà này được coi là ranh giới giữa hai khu, đứng ở đây có thể nhìn thấy được khu cấp 2 bên kia. Hai lần trước đều đến vào buổi tối, không nhìn kỹ được tổng quan của tòa nhà. Minh Thù đi lên cầu thang, phát hiện trên tường có không ít vết cào. Nếu như một hai vết còn có thể nói là người cố ý chọc phá, nhưng trên cầu thang xuất hiện rất nhiều vết cào, hơn nữa mức độ cũ mới không giống nhau. Cô vươn tay so sánh các vết cào, hơi đứng lên ngồi xuống xem xét góc độ, và độ cao nhận thấy có vẻ không được bình thường. Một lát sau, Minh Thủ thu tay, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, ngôi trường này quả nhiên rất thú vị. Chương 44, Đồng Minh học sinh cá biệt, 21. Thượng quan phong hẹn cô ở đây, nhất định là có ý đồ do đó minh thủ đến trước tìm một chỗ ngồi trồm hỗm chuẩn bị xem sắp có kịch gì thượng quan phong hẹn ở lớp học lầu 3, minh thủ tìm một nơi tương đối gần lén lút dình xem đợi khoảng chừng một tiếng có tiếng bước chân từ chỗ cầu thang vang lên nghe có chút do dự đi rất chậm minh thủ nghiêng người nhìn ra ngoài bóng dáng thượng quan phong xuất hiện trước cửa cầu thang hắn giáo giác nhìn xung quanh vẻ mặt có chút phức tạp đứng đấy một lúc mới đẩy cửa phòng đi vào Minh Thù ngồi trong góc không nhúc nhích, tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình, chỉ trong chốc lát liền có tiếng từ trong phòng truyền ra. Ừ, anh đến rồi, cô ta còn chưa đến. Vũ Kỳ, thực sự phải làm như vậy sao? Không biết đối phương nói cái gì, Thượng Quan Phong lại khẩn trương dỗ rành. Cúp điện thoại, Thượng Quan Phong nặng nề thở dài, dựa vào cái bàn cũ nát hút thuốc. Hắn không biết làm như vậy có đúng không, tuy nhiên nghĩ đến Kim Vũ Kỳ tức giận, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Kim Vũ Kỳ vui vẻ, bảo hắn làm cái gì cũng được, Minh Thù đợi một lúc, đi đến cửa phòng sửa sang lại quần áo, đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào cửa phòng. Cửa phòng biến dạng, Minh Thù trực tiếp đạp cánh cửa sang một bên. Nện một tiếng rầm trên mặt đất, bụi bặm bay tán loạn trong không khí. "Thượng Quan Phong, tìm tôi làm gì?" Âm thanh uyển chuyển của con gái vang lên, không nghe ra vẻ tức giận, chỉ thấy nụ cười thản nhiên. Đại khái là Thượng Quan Phong bị hành động như lên võ đài của Minh Thù dọa sợ, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc nghe thấy giọng minh thủ, hắn nhanh chóng hoàn hồn, nặn ra một nụ cười. Manh manh, cậu đã đến rồi. Má ơi, thượng quan phong lại kêu chấm như vậy, là muốn hù chết chấm hay muốn thừa kế đồ ăn vặt của chấm đây? Minh thù chưa tiến vào, mỉm cười đứng ở cửa, mở miệng nói, nói nhanh đi, thời gian của tôi rất quý giá. Lãng phí thì giờ của tôi chính là lãng phí tính mạng của tôi, trách nhiệm này cậu không gánh vác nổi đâu. Nếu không vì vũ kỳ, hiện tại hắn cũng lười, chẳng muốn nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Thượng quan Phong cố nhịn, manh manh, chúng ta phải căng thẳng như vậy sao? Minh Thủ hướng ánh mắt còn mang theo ý cười về phía Quan Phong, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói vang lên trong căn phòng đầy bụi bặm, rất cần đấy. Thượng quan Phong, nên nói tiếp như thế nào đây? Thượng quan Phong hít một hơi sâu, manh manh, hôm nay hẹn cậu đến là muốn cùng nhau hòa giải. Tớ biết gần đây cậu chịu oan ức, đều là tớ không tốt. Hòa giải? Minh Thủ nhướng cặp mày liễu, ý cười trong mắt càng lộ rõ, cậu đang kể chuyện cười à? chúng ta có thù lớn như vậy, sao có thể nói hòa giải là hòa giải? Trẫm tin là đầu ngươi nhét để móng heo mất rồi. Manh manh, tớ biết cậu tức giận, cậu muốn đánh, muốn chửi, tớ đều chịu. Cậu tha thứ cho tớ có được không? Sau này tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu. Thượng Quan Phong dựa theo lời kịch đã tính trước mà nói ra, câu từ tha thiết, có vẻ như thật sự hối hận. Nụ cười Minh Thù càng sâu thêm. Được, trước hết để tôi đánh một trận đã, được chứ? Thượng Quan Phong, hắn đến không phải là để cho cô đánh nhìn biểu hiện của cô dường như không phải nói đùa lẽ nào hắn thực sự phải để cô đánh cho một trận manh manh cậu vừa nói muốn đánh muốn mắng gì tùy tôi minh thù cười tủm tỉm cắt ngang lời thượng quan phong bạn thượng quan không phải vừa tự nói ra đã quên chứ tôi đây cũng không dám tin tưởng cậu thượng quan phong nhìn nụ cười kia của minh thù luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát giống như bị cô nhìn thấu nội tâm được thượng quan phong cắn răng đồng ý chỉ cần cậu có thể tha thứ cho tớ, tớ đồng ý cho cậu chút giận. không phải chỉ là bị đánh hay sao? mình là một người đàn ông, chút việc ấy còn không chịu nổi thì còn gì là đàn ông? Minh thủ bóp bóp cổ tay, Kim vũ kỳ cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì. chẳng lẽ hào quang của nữ chính giả cũng có thể so với hào quang của nữ chính thật sao? hào quang của vai chính giả và vai chính thật giống nhau, ký chủ không nên xem thường. hai hoa hiệu tỉ mỉ giải thích, đáy mắt Minh thủ lộ ra hưng phấn, thật sự thú vị thú vị chỗ nào chứ gần dãy lầu bỏ hoang kim vũ kỳ cùng mấy bạn học đi sang bên này bọn họ dò xét xung quanh dường như đang tìm thứ gì đó vừa nãy thấy con chó kia chạy qua bên này sao mới đấy đã không thấy tăm hơi đó là của ba đưa cho tớ tớ không thể đánh mất một nữ sinh trong đó lo lắng nói đừng lo chúng ta đang tìm hẳn là ở gần đây kim vũ kỳ nói thoải mái ánh mắt lại nhìn về phía dãy phòng cũ nát phía trên cách đó không xa dãy lầu cũ bên kia không có ai có khi sẽ trở thành hang ổ của con chó, con mèo hoang nào đó, chúng ta qua đó xem thử đi." Tòa lầu, có nữ sinh nhát gan sợ hãi nói, "Cảm giác âm u quá. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì, đừng tách ra là được." Kim Vũ Kỳ an ủi. "Nhiều người, tất cả mọi người có cảm giác an toàn, mọi người đi về phía dãy phòng bỏ hoang." Từ lầu 1 đến lầu 2 không thấy có gì, Kim Vũ Kỳ đề nghị tiếp tục đi lên, đã lên kiểm tra hết lầu 2, lên lầu 3 cũng không ảnh hưởng gì một đám người theo cô ta bước lên lần này kim vũ kỳ đi phía trước đi đến phòng học đã hẹn trước thế nhưng cô ta chỉ thấy cửa phòng nằm ngổn ngang trên mặt đất bên trong không có một bóng người đáy lòng kim vũ kỳ hơi sao động xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao ngay khi kim vũ kỳ nghi ngờ chuẩn bị gọi điện thoại để trong hộp đựng thức ăn cho thượng quan phong phòng học bên cạnh đột nhiên chuyển đến âm thanh giống như là tiếng thở dài có vẻ như rên gì đau đớn sắc mặt kim vũ kỳ vui vẻ nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại cố gắng hạ giọng hỏi người bên cạnh các cậu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không tất cả mọi người gật đầu bọn họ đều nghe thấy đi xem bỏ đi nhớ lại là thứ không sạch sẽ gì ban ngày ở đâu ra thứ gì không sạch sẽ cậu đừng nói mò kim vũ kỳ phản bác các cậu không đi tớ đi kim vũ kỳ đi về phía phòng học phát ra âm thanh học sinh phía sau nhìn nhau trong chốc lát liền đuổi theo kim vũ kỳ kim vũ kỳ đi ở phía trước chậm rãi cong môi lộc manh lần này mày nhất định phải chết răng rắc kéo kẹt cửa phòng mở phát ra âm thanh chói tai a à, sau khi cửa phòng học mở ra nữ sinh phía sau thét chói tai sau đó đỏ bừng cả mặt nhanh chóng che mắt quay người đi mấy nam sinh còn lại khiếp sợ nhìn tình cảnh trong phòng kim vũ kỳ dường như bị đứng hình xảy ra chuyện gì tại sao chỉ có mình thượng quan phong con khốn lộc manh kia đâu hình như là có người xuất hiện thượng quan phong hơi lấy lại ý thức hắn miễn cưỡng mở hai mắt thấy rõ người đúng ở cửa, liền như bị sét đánh. Cô ấy mang theo nhiều người đến như vậy, theo bản năng, Thượng Quan Phong muốn che cơ thể lại. Quần áo của hắn đều đã bị Minh Thù cầm đi, lúc này Trần Như Nhộng lại bị Kim Vũ Kỳ cùng nhiều người như thế vây xem. Nhục nhã và phẫn, nộ đánh thẳng vào thần kinh hắn. Nhưng mà càng tức giận, hắn lại càng khó chịu, muốn tìm một chỗ chút giận. Chương 45, Đồng Minh học sinh cá biệt 22. Cô ấy đem theo nhiều người như vậy, nếu như tại sao cô ấy có thể đối xử như thế với mình mình thật lòng với cô ấy như vậy mà vũ kỳ lại lợi dụng mình kim vũ kỳ bảo hắn nghĩ cách để minh thù uống một chai nước cô ta chỉ nói chai nước có thể khiến người khác xấu mặt nhưng chưa từng nói bên trong là thứ gì hắn tin tưởng cô ta cho nên cũng không hỏi nhiều thế nhưng đến bây giờ hắn mới biết bên trong chai nước là thứ gì hắn không uống nước mà đã có phản ứng như thế lúc hắn và kim vũ kỳ tách ra có ăn đồ cô ta đưa nhất định là dính thuốc khi đó cô ấy muốn mình cũng phải xấu mặt theo bị nhiều người thấy hắn cùng người khác buông thả trong dãy lầu cũ nát hắn làm sao còn chỗ đứng trong trường làm sao gặp người khác kim vũ kỳ chỉ ngây người trong chốc lát sau đó xoay người ra vẻ không biết gì cả thượng quan phong thấy vậy càng thêm tức giận không biết lấy sức lực từ đâu từ dưới đất đứng dậy lắc lư đi ra cửa thượng quan cậu không sao chứ nam sinh này đương nhiên là quen biết thượng quan phong cũng không phòng bị chỉ là hơi quan tâm hỏi một câu muốn tiến lên che cho hắn hai mắt thượng quan phong đỏ ngầu lúc hai nam sinh không cảnh giác kéo kim vũ kỳ qua ném vào trong phòng thuận tay đóng cửa lại khóa chốt người bên ngoài hoảng sợ nhào lên đập cửa phòng thượng quan phong cậu muốn làm gì mở cửa thượng quan phong mở cửa vũ kỳ thượng quan phong cậu muốn làm gì buông ra a à. bên trong chuyển ra tiếng thét chói tai của kim vũ kỳ có ai không cứu mạng mau phá cửa tiếng thét chói tai trong phòng và tiếng phá cửa bên ngoài đan sen không ngừng hỗn loạn Cửa phòng đã cũ, cũng không chịu đựng được bao lâu đã bị bọn họ hợp lực phá ra. Trong phòng, Kim Vũ Kỳ bị Thượng Quan Phong đè trên mặt đất, bọn họ hợp lực kéo Thượng Quan Phong có chút điên cuồng ra. Kim Vũ Kỳ hốt hoảng kéo váy che lại bắp đùi, ôm đầu gối dịch sang một bên, cơ thể không ngừng run rẩy, mặt vô cùng hoảng loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Phong, không ngừng giãy dụa giống giận, mà trên mặt đất đầy bụi bặm có vài giọt máu. Mấy nữ sinh nhìn nhìn, mang theo tâm tình nghi ngờ tiến tới quan tâm Kim Vũ Kỳ nam sinh không ngăn được thượng quan phong không có biện pháp đành phải gọi điện thoại cho thầy giáo giáo viên vội vàng chạy đến thấy cảnh tượng như vậy cũng choáng hết cả đầu nhanh chóng để mấy học sinh kéo thượng quan phong đang phát điên đến phòng y tế đoàn người vội vã xuống lầu khi bọn họ rời khỏi dãy lầu cũ một bóng đen từ phía trên rơi xuống dầm một tiếng đập xuống mặt đất máu tươi ấm áp vẩy lên người bọn họ a à, kim vũ kỳ trải qua hai lần kinh hoàng người vẫn còn ngây dại thượng quan phong vẫn còn đang trong cơn hôn mê giáo viên có ý định giấu giếm chuyện phát sinh trong dãy lầu nhưng khi xảy ra chuyện nhảy lầu chuyện của kim vũ kỳ và thượng quan phong cũng không giấu nổi lúc đó những học sinh này cũng không nói rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nguyên nhân chính là chiếc khăn lụa của một em học sinh bị con chó tha đi bởi vì khá quý trọng nữ sinh năn nỉ bọn họ giúp đỡ tìm kiếm sau đó bọn họ tìm được ở gần dãy lầu bỏ hoang lại gặp thượng quan phong đang trần như nhộng trong phòng Thượng quan Phong như phát điên lôi Kim Vũ Kỳ vào phòng. Tiếp theo đó, mọi chuyện xảy ra như vậy. Bọn họ ra ngoài thì bắt gặp sự kiện nhảy lầu. Theo điều tra, nhảy lầu là một nữ sinh cấp 2. Cảnh sát phát hiện trên người nữ sinh này có rất nhiều vết thương, có vết còn mới, có vết nhìn như đã lâu rồi. Lần này cảnh sát nhanh chóng tra ra chân tướng. Mỗi trường học đều có bạo lực học đường, nữ sinh này cũng vì không thể chịu nổi bạo lực học đường nên nhảy lầu trường học đưa những học sinh phạm lỗi kia đi chuyện này chìm xuống trong yên lặng chỉ còn lại sự việc về kim vũ kỳ và thượng quan phong trong dãy phòng cũ truyền đi như này như nọ may mà thượng quan phong và kim vũ kỳ đều đã nghỉ học nếu không nghe những lời đồn đại trong trường này chắc tức chết diệp miểu miểu luôn cảm thấy rất không phù hợp suy tư một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng manh manh tại sao thượng quan phong và kim vũ kỳ lại làm loại chuyện đó ở dãy lầu bỏ hoang vậy minh thù ngừng ăn sô cô la quay đầu lại cười khẽ, làm sao tớ biết. Manh manh. Diệp Miểu Miểu bước đến trước mặt Minh Thù, cười gian xảo, hôm ấy khi xảy ra chuyện, cậu không ở đây. Trước đó, Thượng Quan Phong còn hẹn cậu, lúc sau xảy ra chuyện như vậy, cậu còn không biết. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Diệp Miểu Miểu có trực giác, nhất định là Minh Thù biết chuyện xảy ra. Biết quá nhiều, sẽ bị. Minh Thù làm động tác cắt cổ. Diệp Miểu Miểu liền đưa hai tay lên, bảo vệ cổ của mình, cánh môi giật giật. Đôi mắt đảo đảo, hỏi, "Manh manh, cậu biết nữ sinh nhảy lầu kia sao?" "Không cho hỏi về quan phong, vậy mình hỏi những thứ khác được chứ?" "Không biết." "Ôi chao, tớ nghe được một chút tin tức." Diệp Miểu Miểu ngồi bên cạnh Minh Thủ, thuận lợi lấy đi viên sô cô la, Minh Thủ nhìn tay bạn mình, cố nhịn không ngăn cản. Diệp Miểu Miểu vừa ăn vừa nói, "Cậu biết sau khi khu cấp 2 được xây nên, cực kỳ khác với khu cấp 3 trọng điểm của trường. Nghe nói bên kia tuyển chọn học sinh, phần lớn thành tích không tệ." nhưng điều kiện gia đình không được tốt cho lắm. Nữ sinh kia là đến từ nông thôn, có lời đồn nói cô bé ấy có quan hệ bất chính với một giáo viên. Lần này nhảy lầu không phải là tự sát, cũng không phải là bạo lực học đường gì đó, mà là có người tung tin đồn chuyện của cô ấy với giáo viên kia, dẫn đến cô bé không chịu được áp lực mà tự sát. Ừm, Minh Thủ phản ứng bình thường, không quá hứng thú. Này, manh manh, cậu không bất ngờ sao? Diệp Miểu Miểu chọt Minh Thủ, bây giờ lời đồn này đã chuyển đến khu cấp 3, chúng ta, có rất nhiều người bàn tán đó, Diệp Miểu Miểu cũng không hiểu nổi, gần đây manh manh rất kỳ lạ. Đôi khi đối với một việc cảm thấy rất hứng thú, thậm chí là lộ ra hưng phấn quái lạ, muốn xen vào, có đôi khi một chút hứng thú cũng không có. Ừ, hình như lúc không có hứng thú, đều đang ăn cái gì đó. Diệp Miểu Miểu cướp viên sô cô la trong tay Minh Thủ, manh manh, cậu có nghe tớ nói không? Tay Minh Thủ trống rỗng. Đầu tiên là cô nhìn chằm chằm hai tay, không có cái gì của mình hai giây. Sau đó đảo mắt dừng trên người Diệp Miểu Miểu. Ánh mắt vẫn mang theo ý cười như ban đầu, nhưng nụ cười kia như là đang ẩn chứa điều gì đó đáng sợ. Diệp Miểu Miểu bị nhìn chằm chằm, đến lúc hơi sợ hãi, theo bản năng muốn trả viên sô cô la cho Minh Thủ. Minh Thủ rũ mắt, bình tĩnh từ trong bàn học lấy ra một túi xoài. Tay nắm viên sô cô la của Diệp Miểu Miểu toát mồ hôi, vừa nãy cô cho rằng manh manh muốn đánh mình. Minh Thủ xé miệng túi, thanh âm mỉm cười êm ái vang lên, hội trường có sơn trộn lẫn với máu nhảy lầu tự sát ở dãy phòng cũ, hai chuyện này nhất định có liên quan. Lục Thủy, tớ khuyên cậu một câu không nên dính vào chuyện này, có thể sẽ gây họa sát thân đó. Tay cầm túi sô cô la của Diệp Miểu Miểu hơi siết chặt, cô nuốt một ngụm nước bọt, "Manh manh, có phải cậu biết chuyện gì không?" Minh Thù mỉm cười, không nói. Chương 46, Đồng Minh học sinh cá biệt 23. Nữ sinh nhảy lầu tự sát. Minh Thù đứng phía dưới tòa nhà bỏ hoang ăn đồ ăn vặt. Vết máu dưới đất đã được xử lý sạch sẽ, nếu như không phải có răng dây hiện trường, hoàn toàn không nhìn ra ở đây đã từng xảy ra án mạng. Minh Thù lướt qua cảnh báo hiện trường, bước lên sân thượng khu phòng học cũ. Dãy phòng cũ có tổng cộng 6 tầng, cũng không phải cao lắm, trên sân thượng bẩn không chịu được, đồ linh tinh chất đống. Minh Thù đi đến vị trí nữ sinh nhảy xuống, cúi người nhìn xuống phía dưới. Áo đột nhiên bị kéo căng, một nguồn lực kéo cô về phía sau. Vừa quay đầu nhìn liền thấy gương mặt tuấn tú gợi đòn của trình diễn, nụ cười trên mặt minh thủ có chút dữ tợn cô hất tay trình diễn nhanh chóng ra quyền hướng về phía bụng trình diễn trình diễn hơi nghiêng người tránh quả đấm của minh thủ lại đơn giản nắm lấy nắm đấm của cô lộc manh vừa gặp đã nhiệt tình như vậy không tốt lắm đâu nếu cậu không giống âm hồn không tan tôi sẽ không nhiệt tình như vậy minh thủ cố gắng dãy khỏi khống chế của hắn kéo cánh tay hắn quăng qua vai trình diễn sao lộc manh lại thích cái tư thế này Minh thủ đạp lên ngực trình diễn, thân thể uốn cong, tay chống đầu gối, nói cười an nhàn, trình diễn, năm lần bảy lượt không nghe khuyên bảo, cậu đang khiêu khích giới hạn của tôi sao? Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như gió, nhẹ phất qua gò má hắn, mang theo hơi thở say lòng người. Lộc manh, tôi nhớ từng nói với cậu, không nên tới chỗ này. Trình diễn nhìn vào mắt Minh thủ, đôi mắt kia luôn luôn chứa đựng ý cười, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình cùng suy nghĩ chân thật của cô. Cậu cho cậu là ai, lời cậu nói tôi phải nghe, tự cho mình là thần tiên nói gì phải nghe đó tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu cậu biết tôi muốn cái gì không trình diễn chưa từng hỏi cô muốn cái gì muốn làm gì chỉ toàn tự làm việc theo ý mình đánh vì cô muốn cho hắn thấy gây trở ngại cho cô sẽ có hậu quả như thế người như vậy thật là phiền trình diễn nhíu mày im lặng trong chốc lát hỏi cậu muốn làm gì dựa vào cái gì mà muốn tôi nói cậu biết minh thủ thu chân trình diễn nếu không có chuyện gì mau đi nhanh đi đừng quấy giày tôi ăn trình diễn. Ăn cái gì? Hắn không nghe lầm chứ. Chạy đến hiện trường ăn gì đó, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Trình diễn từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ đồng phục có chút bẩn. Nhìn Minh Thù thực sự lấy đồ ăn ra bắt đầu ăn. Khóe miệng hắn co rút, hít thở một hơi thật sau. Đi đến sát lan can sân thượng, nữ sinh kia chính là nhảy từ đây xuống. Bên cảnh sát nói là tự sát, cậu nghĩ là tự sát sao? Nếu con đường này không đi được, hắn sẽ đi con đường khác. Hắn không tin không đuổi được cô, nhưng minh thù chỉ liếc hắn một cái căn bản không quan tâm hắn cho đến khi cô ăn xong một túi đồ ăn vặt nói thầm cô ấy tự sát trình diễn nhíu mày thật chặt làm sao cậu biết cô nói quá mức chắc chắn giống như đã sớm biết đáp án bởi vì minh thù ngừng một chút ý cười bên môi càng sâu tôi tận mắt thấy cái gì quay về thời gian cùng ngày xảy ra chuyện sau khi minh thù đánh thượng quan phong một trận lột sạch hắn ném trong phòng học sau đó, lên sân thượng tìm chỗ ăn gì đó, tiện thể chờ kịch hay mở màn. Cô đang ăn ngon, đột nhiên có người khóc lóc chạy đến sát lan can sân thượng. Lúc đó, Minh Thù ngồi ở phía bên kia sân thượng, bị vài thứ lặt vặt che lại nên người chạy đến không nhìn thấy cô. Cô gái kia đứng ở lan can sân thượng khóc, lóc, khóc đến mức Minh Thù ăn không trôi. Cô đứng dậy, đi đến lan can sân thượng, nở nụ cười tiêu chuẩn, đừng khóc được không? Làm phiền người khác ăn là rất mất lịch sự dường như sự xuất hiện của cô dọa nữ sinh giật mình, hai mắt đầy nước mắt mông lung nhìn cô. Minh thủ còn chút ấn tượng với gương mặt đó, là nữ sinh đã chỉ đường cho cô ở khu cấp hai ngày đó. là em. Minh thủ vững vàng, từ sát bên lan can sân thượng đi đến trước mặt nữ sinh, dường như trong ánh mắt ẩn chứa nắng ấm ngày xuân. em khóc cái gì? em. nữ sinh dương mắt, giọng nói lý nhí, chị. em không sao. Minh thủ xoay người quay trở về, không có việc gì thì đừng khóc lóc, quấy giày chị ăn. Nữ sinh đứng tại chỗ, nhìn Minh thủ biến mất trong đống đồ linh tinh. Cô bé cầm lấy vạt áo, cẩn thận đi qua bên kia. Bước qua đống đồ cũ, cô gái nhìn thấy Minh thủ ngồi bên trong góc sân thượng, bên cạnh bày không ít đồ ăn. "Chị?" Nữ sinh thận trọng hỏi, "Chị ở nơi này làm gì?" "Ăn." Minh thủ trả lời. Nữ sinh nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt mình, không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu vẫn không cử động. "Nếu không muốn chết, quay về đi, đừng đứng ở đây. Chị không cho em đồ ăn đâu." không hiểu tại sao nữ sinh lại nở nụ cười chị em không hề muốn ăn đồ của chị em muốn ăn chị cũng không cho minh thủ bảo vệ đồ ăn lần thứ hai nữ sinh bị chọc cười nhưng nụ cười trên mặt cô bé nhanh chóng trở nên gượng gạo bi thương nữ sinh nhìn mây trắng phía xa xa chị chị biết cảm giác sống không bằng chết không minh thủ đưa mắt nhìn cô bé nữ sinh yên lặng rơi nước mắt cặp mắt kia vốn nên phấn chấn tươi sáng lúc này mịt mờ đầy tuyệt vọng và đau khổ nữ sinh đưa tay lau nước mắt Âm thanh nghẹn ngào, "Chị, em thực sự rất hâm mộ khu cấp 3 của các chị. Cấp 2 của các em có chuyện gì? Hay là nói với chị, không chừng chị có thể giúp được em. Khu cấp 2 rốt cuộc có bí mật gì mà làm học sinh muốn nhảy lầu?" Nữ sinh lắc đầu, cúi người 90 độ với Minh Thù, "Cảm ơn chị." Sau khi nữ sinh nói xong câu đó, xoay người rời đi, trở về chỗ đứng khi nãy, ánh mắt vẫn nhìn về phía khu dạy học cấp 2. Minh Thù ăn xong liền đi xuống, nữ sinh vẫn còn đứng ở nơi đó, chờ cô xem xong phim nữ sinh liền từ trên lầu nhảy xuống cô xác định lúc rời đi trên sân thượng chỉ có một mình nữ sinh nữ sinh kia tuy rằng có chút dao động nhưng trong lòng cô bé đã quyết tâm muốn chết cho nên không phải mưu sát mà là tự sát ánh mắt trình diễn phức tạp giọng có chút trầm thấp nếu cậu biết cô bé muốn tự sát vì sao không ngăn cản minh thủ quay đầu cười yếu ớt tôi không biết lúc cô đi nữ sinh chỉ là đứng trên sân thượng không có bất kỳ biểu hiện nào muốn tự sát cho nên cô không chút băn khoăn nói không biết thực sự không biết phải hình dung cô nữ sinh này như thế nào nữa. Trình Diễn hít sâu một hơi, bên cấp 2 tôi tra được một vài vấn đề, cậu muốn biết không? Cậu sẽ tốt bụng mà nói cho tôi biết. Trình Diễn bất đắc dĩ, dù cho tôi không nói cậu biết, cậu cũng tự mình đi thăm dò. Như thế thà rằng tôi nói với cậu để cậu đỡ gặp nguy hiểm. Trong lòng Minh Thủ suy xét một hồi, cười đáp ứng, "Tốt." Trình Diễn thở phào nhẹ nhõm, trước đây chưa từng như thế. Đôi khi cô không phản ứng giống người bình thường, thật sợ cô sẽ từ chối. Nhưng mà, bây giờ, đáp ứng rồi, trong lòng hắn lại canh cánh không yên. Khụ, thế giờ chúng ta là quan hệ hợp tác. Trình diễn cẩn thận hỏi. Cậu nghĩ gì, thì là cái đó. Mình thủ lơ đáng nói. Trình diễn, sao theo đuổi con gái lại mệt thế cơ chứ? Ai nói, bạch mã hoàng tử cầm hoa tươi là có thể nắm được trái tim đối phương. Ai nói, anh hùng cứu mỹ nhân là có thể lấy thân báo đáp, lừa người. Chương 47, đồng minh học sinh cá biệt 24 khu cấp 2 mỗi tuần đến thứ 6, sau khi tan học sẽ có học sinh ở lại học bù. Nhưng mà tôi phát hiện, học sinh rất bài xích chuyện này, thậm chí còn sợ hãi. Có người vô ý nhắc đến hai chữ học bù này, cũng có thể làm cho một số người mặt mày tái mét. Trình diễn dẫn minh thủ qua khu cấp 2, người phụ trách khu cấp 2 tên là Phan Trí Quốc và Thi Nhã Hân, có quan hệ yêu đương. Tôi theo dõi gã vài lần, lúc trước cậu thấy tôi ở đây, chính là tôi đang theo dõi gã. Còn lần thứ hai cậu nghe được hai giọng nói, chính là của Phan Chí Quốc và Thi Nhã Hân. Trình diễn nói xong, phát hiện Minh Thủ đang chuyên tâm ăn vặt, về cơ bản không hề nghe. Đừng ăn nữa, phía trước là khu cấp 2. Trình diễn lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Minh Thủ mới ngẩng đầu nhìn, cất lại đồ ăn vặt, cậu có tra ra được bọn họ đang làm chuyện mờ ám gì không? Vẫn chưa. Mặc dù khi có thời gian, Phan Chí Quốc và Thi Nhã Hân sẽ đến dãy phòng cũ, nhưng hắn phát hiện hai người bọn họ chỉ đi hẹn hò, ánh mắt mang ý cười nhìn qua, Trình Diễn không hiểu tại sao thấy hơi xấu hổ. Hắn điều tra chuyện này đã được một thời gian, nhưng không có chút tiến triển lớn nào. Hôm nay là thứ sáu, trường học đã nghỉ. Cửa khu cấp 2 đã khóa, Minh Thủ và Trình Diễn trèo tường đi vào. Bảo an bên này có vẻ cao hơn khu cấp 3, đi không được bao xa thì gặp phải hai bảo vệ trường, đi xung quanh tuần tra. Đã hết giờ học, bảo vệ còn đi tuần tra, điều này cũng thật không khoa học. Bên kia, trình diễn chỉ chỉ một dãy lầu, học sinh học bù đều ở đây. Đó không phải thư viện sao? Phòng học thì không dùng, đến thư viện học bù, đầu óc chứa gì vậy? Ừ, mỗi tuần đều học bù ở thư viện, chỉ có một cửa vào, có người trông coi, tôi chưa đi vào đó được. Trình diễn nhỏ giọng giải thích, học sinh học bù đến trời tối mịt cũng chưa đi ra, minh thủ ngồi xổm trong bụi hoa, ăn bánh bao vượng tử, có chút không nhịn được, đói thật. Đồ ăn vặt đều ăn hết rồi, không ngồi trồm hỗm nữa, chấm muốn đi ăn minh thù đứng dậy rời đi trình diễn kéo cổ tay cô trở lại suỵt bên phía thư viện có học sinh đi ra tất cả gần như đều trầm mặc ít nói đi về ký túc xá bầu không khí cực kỳ áp lực sau khi học sinh rời đi thì nhã hân ôm một sấp giáo án từ thư viện đi ra học sinh đi chậm thấy cô ta giống như chuột thấy mèo đa số đều hoảng sợ chạy trước đuổi theo cô ta minh thù nhìn tay trình diễn đang cầm tay mình buông tay trình diễn chấn tĩnh thả tay ra Tôi từng theo dõi cô ấy, không phát hiện được gì. Đó là do cậu ngu ngốc. Trình diễn cảm giác, mình đồng ý cùng Minh Thủ hành động là một sai lầm. Hắn cho là cô muốn theo dõi Thi Nhã Hân tìm manh mối, cô lại làm ngược lại. Trình diễn nhìn Minh Thủ trong một ngõ nhỏ mờ tối, ép thì Nhã Hân vào góc. Không biết tìm một cái vớ che mặt mình lại có kịp không nữa. Các em là học sinh cấp 3. Được rồi, không kịp rồi. Các em muốn làm gì? Thi Nhã Hân xem như bình tĩnh, buổi tối chặn đường giáo viên bị trường học biết các em biết hậu quả thế nào không không biết ánh mắt minh thủ lướt một vòng trên người thi nhã hân trong giọng nói còn mang theo ý cười cô giáo thi không cần lo lắng dù sao cô cũng không phải người tốt lành gì không phải người tốt lành gì bạn học sinh này em là lộc manh bên cấp 3 phải không thi nhã hân có chút ấn tượng với cô bé này khuôn mặt xinh xắn là học bá bên khu cấp 3, lời nói của em là có ý gì trong lòng cô thi không phải rất rõ sao nụ cười trên mặt minh thủ quá mức chói mắt, trong lòng thì nhã hân hơi bối rối, cô bé này sẽ không biết gì chứ. Minh thủ vươn tay, giật lấy túi sách của thi nhã hân. Lộc manh, em làm gì đấy? Thi nhã hân cầm túi sách không buông, em là học sinh ngoan, sao lại có thể làm chuyện cướp giật này? Cô giáo cũng có thể làm chuyện xấu, vì sao em không thể? Minh thủ cũng không biết thi nhã hân đã làm gì, thế nhưng nói mò chính là sở trường của cô. Em, đáy lòng thi nhã hân hoảng hốt, tay níu túi sách cũng thoáng buông lỏng. Minh Thù dùng sức giật được túi sách của Thi Nhã Hân. Thi Nhã Hân giật mình, muốn cướp túi về nhưng đã muộn. Minh Thù lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, điện thoại di động có khóa vân tay, Minh Thù bạo lực đè tay Thi Nhã Hân mở khóa. Trong di động của Thi Nhã Hân không có gì đặc biệt, thế nhưng có rất nhiều cuộc gọi, đều là gọi đi sau khi tan học. Minh Thù gọi cho một số điện thoại trong đó. Alo, cô giáo Thi à, con tôi đã về nhà, cảm ơn cô giáo quan tâm. Thi nhã hân tựa lưng vào tường giữ chặt trái tim đang đập loạn nhịp cô không biết nữ sinh có nụ cười thân thiện đứng trước mặt mình muốn làm gì nhưng lúc này cô có dự cảm cực kỳ tồi tệ nghe được âm thanh đầu dây bên kia thì nhã hân thở phào minh thủ liên tục gọi ba cuộc điện thoại đều là điện thoại của phụ huynh dường như thi nhã hân đang xác nhận học sinh có về nhà hay không khi minh thủ muốn gọi cuộc thứ tư điện thoại di động vang lên một tiếng một tin nhắn đến lộc manh các em muốn làm gì Thi Nhã hân hét lớn một tiếng, tuy tôi không phải giáo viên của các em, nhưng là giáo viên của trường, các em không sợ tôi nói với cho thầy chủ nhiệm sao? Cô giáo thi phải có gàn đi nói mới được. Minh Thù mỉm cười, đưa điện thoại di động lên trước mặt Thi Nhã Hân. Trên màn hình có một tấm ảnh, là một cô bé, đứng ở chỗ khuất bóng, phía dưới có ghi một dòng. Hôm nay hàng không tệ, tiền đã gửi qua, cuối tuần không làm tôi thất vọng. Thi Nhã Hân đang cố lấy dũng khí, khi thấy dòng chữ kia liền mềm nhũn, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt tôi không biết đó là cái gì chắc là gửi nhầm rồi thi nhã hân tái mét tự biện minh cho mình ừ chắc là thế vừa hay cô bé đó mặc đồng phục trường chúng ta lại cũng ở thư viện trường chúng ta giọng minh thủ nhẹ nhàng chậm rãi cô thi cô có tin không hai tia sáng mở tối chiếu lên thân hình thi nhã hân nửa bên mặt cô ta ẩn trong bóng đêm đối mặt với câu hỏi của minh thủ ban đầu là im lặng sau đó ôm đầu khóc giống cô thi cô đau khổ sao cô có thể tự tay kết thúc sự đau khổ này đấy. Tiếng nói êm ái, dường như mang theo mê hoặc, mềm mại rót vào nội tâm, sinh sôi dây leo chẳng chịt. Thi nhã hân ngẩng đầu, nhìn nữ sinh đối diện. Đôi mắt mang ý cười tươi tắn kia, dường như chống đỡ bí mật đè nặng trong lòng của thi nhã hân. Thi nhã hân xuất thân từ nông thôn, vì gia đình không có điều kiện nên thi sư phạm. Sau khi thi đỗ, vì người em trai mà nhập học một trường sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, lúc đầu là cô đi dạy ở một trường tiểu học. Tiền lương giáo viên tiểu học rất thấp, mà hiệu trưởng lại là một tên lưu manh, năm lần bảy lượt quấy giày cô. Rốt cuộc trong một lần nhân viên liên hoan, hiệu trưởng chuốc say cô, mạnh bạo chiếm đoạt cô. Cô muốn tố cáo hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng kia có chỗ dựa, tố cáo không thành công, còn bị nói xấu là cô không biết xấu hổ, quyến rũ hiệu trưởng, xung quanh chửi rùa, bao vây cô. Ngay khi cô muốn tự sát, thì gặp Phan Trí Quốc, bước vào con đường đáng sợ hơn. Ngay từ đầu, Phan Trí Quốc đối sử với cô rất tốt, cũng không so đo chuyện xảy ra với cô, sắp xếp cho cô đến làm giáo viên cấp 2 của trường. Lúc đầu, cô cũng cho là mình gặp được một người đàn ông tốt, trong lòng còn vui vẻ, muốn quên đi quá khứ, cùng Phan Chí Quốc sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà cuộc sống lại cho cô một trò đùa còn lớn hơn. Chương 48, Đồng Minh học sinh cá biệt 25. Khu cấp 2 tuyển chọn học sinh, đại đa số đều là học sinh nghèo khó. Những học sinh này thành tích không tệ, nhưng vì không có tiền vào trường tốt hơn, mà lại có một trường cấp 2, chi nhánh danh tiếng đồng ý miễn giảm học phí, còn phụ cấp thêm cho học sinh, nên dĩ nhiên thành lựa chọn hàng đầu. Những học sinh này mang theo khát khao với học tập, với tương lai hào hứng tiến vào trường, nhưng không ngờ lại rơi vào một hang quái vật. Phan Trí Quốc sẽ lựa chọn các học sinh có gia cảnh nghèo khó lại dễ bắt chẹt, sau đó để Thi Nhã Hân tiếp cận những học sinh này, dùng đủ các cớ, để Thi Nhã Hân giữ chúng lại học bù. Ban đầu, Phan Trí Quốc để Thi Nhã Hân vào trường, cũng là vì Thi Nhã Hân khá ưa nhìn, ai nhìn cô cũng cảm thấy thân thiết. Phan Chí Quốc biến những học sinh kia trở thành hàng hóa, cung cấp cho những kẻ thối nát ở tầng lớp trên lựa chọn. Lần đầu tiên Thi Nhã Hân thấy giao dịch đó, cô cũng bị dọa không hề nhẹ, ác mộng vài đêm, mỗi lần ở trường thấy những học sinh kia, cô lại thấy khiếp sợ. Nhưng Phan Trí Quốc nói cô đã không còn đường lui. Phan Chí Quốc còn uy hiếp cô, nếu như cô không làm, cô sẽ trở thành hàng hóa như bọn chúng. Cô phụ trách giữ những học sinh kia ở lại học bù có lần đầu tiên, sẽ dễ dàng có lần thứ hai. Nếu có người quậy, Phan Trí Quốc sẽ đem giam vào dãy phòng học cũ. Vì buổi tối ở dãy phòng cũ rất kinh khủng, nên thường thì những học sinh kia bị giam một buổi tối liền sợ không chịu được. Phan Trí Quốc vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, những học sinh kia không dám không nghe theo. Tôi thực sự không muốn. Thì nhã hân khóc không thở nổi, nói ngắt quãng, xin lỗi, xin lỗi, là tôi có lỗi với các em ấy. Minh thủ vốt về di động, nghe xong chuyện như thế, trên mặt cô hiện nụ cười thản nhiên. Cô biết Phan Chí Quốc lui tới với ai không? Thi Nhã hân lắc đầu. Thứ sáu mỗi tuần tôi chỉ phụ trách mang người đến thư viện. Nếu như bị nhắm trúng, học sinh sẽ bị gọi đi riêng, còn tôi sẽ ở lại trông những học sinh không bị nhắm trúng. Những chuyện sau đó đều là Phan Chí Quốc tự mình phụ trách, tôi không biết. Cô không tò mò sao? Tôi. Dường như Thi Nhã hân nhớ đến chuyện gì đáng sợ, sắc mặt càng tái nhợt. Tôi cũng từng thử đi theo hắn, nhưng bị hắn phát hiện. Sau này, tôi cũng không dám đi. Phan Chí Quốc đều nắm trong tay nhược điểm của những học sinh này, tuổi còn nhỏ, lại bị Phan Chí Quốc đe dọa, rất dễ khống chế. Theo lời Thi Nhã Hân, từ lúc tới đây chuyện này đã duy trì liên tục hơn 2 năm, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào nữa. Có học sinh sau khi tốt nghiệp, lại vào làm việc chỗ ăn chơi của Phan Chí Quốc. Trong lúc vô tình, Thi Nhã Hân nghe được Phan Chí Quốc nói chuyện cùng ai đó biết được, những đứa không nghe lời đều bị bán đi. Mất tích như thế, mà không có ai tra ra sao? Cuối cùng Trình Diễn cũng tìm được cơ hội xen vào một người sống sờ sờ biến mất lẽ nào không có ai báo cảnh sát phan trí quốc có chỗ dựa thì nhã hân nói hơn nữa hắn sẽ tra rõ thông tin từng học sinh sẽ không bắt nạt học sinh có gia cảnh hoặc là học sinh địa phương đại đa số đều đến từ nông thôn sau khi minh thủ và thi nhã hân nói riêng một lúc liền để thi nhã hân rời đi lộc manh cậu biết như vậy nguy hiểm biết bao nhiêu không hà trình diễn không đồng ý để thi nhã hân chạy lỡ đâu cô ta nói cho phan trí quốc tôi và cậu đều gặp nguy hiểm Phan Chí Quốc không lo lắng, sợ hãi, chỗ dựa của gã là ai? Nếu như bọn họ đánh rắn động cỏ, ai biết những người này sẽ làm ra chuyện gì để bảo vệ bản thân? Tiền tài và mạo hiểm đều có quan hệ trực tiếp, không muốn trải qua nguy hiểm, sẽ không có phú quý. Minh thủ xoay người rời đi, mà tôi, thích mạo hiểm. Trò chơi chính là kích thích. Trình diễn cảm giác, mình vĩnh viễn không theo kịp tư duy đó của cô. Thường người khác còn đang suy nghĩ bước này đi như thế nào, cô đã nhảy qua bước này, đến vị trí cao hơn không hiểu tại sao hắn có ảo giác tranh lệch giữa người phàm tục với thần tiên. Giờ cậu định thế nào? Đương nhiên là xử lý gã. Không làm gì phan trí quốc, cô làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao tích lũy được giá trị thù hận. Hắn hỏi là làm như thế nào chị hai à, không phải hỏi có xử lý phan trí quốc hay không? Xử lý gã như thế nào? Nếu nói trên phương diện yêu đương mà nói, không thể phủ nhận là dù cho cô nói sai, cũng là đúng. Minh thủ gãi đầu, có chút phiền muộn, một lát sau ánh mắt minh thủ như kẻ trộm nhìn trình diễn, báo cảnh sát. Biện pháp này ít vất vả nhất. Theo lời thi nhã hân, Phan Trí Quốc có chống lưng, báo cảnh sát không phù hợp với thực tế. Nếu quả thật Phan Trí Quốc có chỗ dựa, bọn họ báo cảnh sát càng khó xử lý. Chói người. Báo cảnh sát không được, vậy tự mình ra tay. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Cô có thể cung cấp biện pháp khoa học một chút được không? Đây không phải là báo cảnh sát hay chói người. Cô cho là đồn cảnh sát là do nhà cô mở ra chắc tôi đang suy nghĩ cậu phải nghe theo tôi đừng làm loạn trình diễn căn dặn minh thù chỉ sợ cô sẽ chạy đi trói người lại hắn cũng không nghĩ cô đang nói đùa cô nhất định là sẽ làm như thế trình diễn còn chưa nghĩ ra biện pháp gì hữu dụng trường học lại có người tự sát lần này là cắt cổ tay chết trong nhà vệ sinh nghe nói khi phát hiện trong nhà vệ sinh toàn là máu hiện trường cực kỳ chấn động mà trên mặt đất còn dùng máu viết hai chữ báo ứng chuyện này là minh thù nghe được trong miệng trình diễn bên trường học đã phong tỏa tin tức trình diễn dựa vào quan hệ của thầy chủ nhiệm, mới biết được một ít thông tin. Những học sinh kia, trình diễn có chút trần trừ. Bọn họ nỗ lực khiến mọi người chú ý. Minh thủ sờ cầm, gần từng chữ một, hội trường trường học có máu lẫn sơn. Dù cho lúc đó tôi không đứng ra, cũng sẽ có người đứng ra chỉ dẫn mọi người phát hiện bên trong sơn có máu. Vụ án hát sơn, cũng không có xảy ra sóng to gió lớn gì, cứ như vậy cho qua. Mấy cô bé ấy biết, nếu như không xảy ra án mạng, nhất định không có hiệu quả, cho nên mới có nữ sinh nhảy lầu tự sát, giờ lại là nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh. Sao cậu biết rõ ràng vậy?" Trình Diễn nghi ngờ. Minh Thủ dùng đầu ngón tay chỉ chỉ đầu mình, "Tôi thông minh. Trong hội trường có máu sơn, bọn họ cho rằng chỉ cần cảnh sát nhúng tay, nhất định tra ra được, có thể lưu lại chứng cứ. Nhưng không biết vì sao, cảnh sát lại không tra được chuyện gì. Tiếp theo là nữ sinh trên sân thượng kia, cô ấy không biết cái chết của mình có khiến cho mọi người chú ý hay không?" hay là sẽ bị người kia lấy thúng úp voi dìm xuống cho nên mới do dự như vậy giờ là nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh các cô ấy dùng máu để diễn đạt sự tuyệt vọng khiến cho xã hội chú ý mong có người cứu vớt mình nếu như lần này còn không có người tham gia chắc chắn sẽ có người tiếp theo tìm cái chết phan trí quốc có thể uy hiếp học sinh nhưng không thể ngăn cản chúng tìm cái chết vậy thì hãy giúp bọn họ một tay tôi còn tưởng rằng cậu sẽ thờ ơ lạnh nhạt trình diễn vô cùng kinh ngạc Cô có thể nhìn một nữ sinh nhảy lầu không ngăn cản, nhưng lúc này lại nói phải giúp mấy cô bé kia. Đột nhiên Minh Thù đứng dậy, cô cúi thấp đầu, tóc mái che đi ánh mắt của cô. Một lát sau, cô khẽ ngẩng đầu, mang theo nụ cười quen thuộc. Cậu vốn chẳng hiểu tôi. Trình Diễn có chút sừng sốt, quả thực hắn không hiểu cô. Chương 49, đồng minh học sinh cá biệt 26. Gần đây, Phan Chí Quốc rất bực bội, học sinh liên tục gây chuyện tự sát. Mặc dù gã y vào chỗ dựa không chút sợ hãi. Nhưng do phát sinh chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng khiến người khác chú ý. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô làm công tác tư tưởng cho tụi nó như thế nào? Phan Chí Quốc không nén được lửa giận, gầm nhẹ với Thi Nhã Hân. Tay Thi Nhã Hân để trước ngực nắm chặt, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, giọng run rẩy, "Em đã cố hết sức." Đôi mắt Phan Chí Quốc nổi đầy các mạch máu, trừng lên, "Gã bóp cổ Thi Nhã Hân," nghiến răng nghiến lợi nói, "Điều tôi muốn không phải là cố gắng hết sức, tôi giữ cô lại để làm cái gì hả?" ngay cả việc của mình, cô cũng làm không xong, tôi giữ cô lại có ích gì nữa. Dường như thi nhã hân bị dọa sợ, ôm tay Phan Trí Quốc, âm thanh khô khốc cầu xin. Xin lỗi, em biết sai rồi, là em không làm tốt công tác cho mấy em ấy. Em đảm bảo lần sau nhất định sẽ khuyên bảo tốt, sẽ không để các em lại làm ra chuyện. Được rồi. Phan Trí Quốc cắt ngang lời thi nhã hân, dường như thay đổi thành người khác, đỡ cô đứng vững, sửa lại áo cho cô, giọng nói dịu dàng. Tiểu nhã, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được sơ ý như thế, sao em lại không nghe lời? Tôi nói em phải chú ý, chú ý. Chát. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, thi nhã hân lệch đầu sang một bên, trên gương mặt nhanh chóng hiện lên vết hàn năm ngón tay. Xin lỗi. Thi nhã hân không dám phản kháng, thấp giọng áy náy. Lần thứ hai, Phan Trí Quốc kéo cổ áo thi nhã hân, lôi cô đến trước mặt, uy hiếp. Thi nhã hân, tôi cho cô biết, nếu cô dám làm gì mờ ám sau lưng tôi, đợi xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Thi nhã hân nắm trái tim đang nhảy lên, thân thể run run, lắc đầu liên tục, không, em sẽ không như thế. Vậy thì tốt. Phan Chí Quốc đẩy Thi Nhã Hân ra, "Cút." Thi Nhã Hân kéo kéo đồng phục, nhanh chóng chạy khỏi phòng, mãi đến khi chạy đến một nơi rất xa, Thi Nhã Hân mới dám thở dốc. Cô cẩn thận lấy bút ghi âm trong ngực ra tắt đi, nhìn màn hình di động một lúc lâu, viết một tin nhắn ngắn gửi đi. Choang. Minh Thủ nghiêng đầu nhìn điện thoại di động, thả đi ăn xuống, mở tin nhắn. Ánh sáng màn hình phản chiếu nụ cười yếu ớt của hắn nhìn xem, thất bại chưa? Minh thủ đem tin nhắn thi nhã hân gửi đến, đưa tới trước mặt trình diễn, phan Chí quốc dám làm chuyện này trong trường, cậu nghĩ gã là thằng ngu sao? Trình diễn, cậu đang trốn thuê à? Trốn thuế cái gì mà trốn thuế? Trình diễn theo bản năng hỏi. Thuế y quy. Trình diễn. Nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à? Minh thủ lấy di động lại, nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó cầm nghĩa tiếp tục ăn mì trong đĩa. Cậu trả lời thế nào? Trình diễn vội vàng cầm di động xem giao diện tin nhắn trống rỗng, ngay cả tin nhắn thi nhã hân gửi đến cũng không có. Cậu muốn làm cái gì? Lộc manh, cậu đừng làm bậy. Đã cho cậu cơ hội, nhưng biện pháp của cậu không được, đương nhiên phải theo biện pháp của tôi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, một chút hiệu quả cũng không có. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Biện pháp của cậu là gì? Cái biện pháp kiểu trói người này của cô, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải là biện pháp tốt gì. Minh thủ vùi đầu ăn, không muốn phản ứng lại tên trình diễn đáng ghét này đang ăn không có làm phiền, chơi đùa bíp bíp gì đâu. Lộc manh, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trình diễn cảm giác hình tượng của mình đã sụp đổ, nhưng hắn nào có biện pháp, ai bảo cô khó theo đuổi như vậy? Lộc manh, phan trí quốc thủ đoạn độc. Ác, nếu bị gã phát hiện, gã sẽ không nương tay. Cậu không cần phải dấn thân mạo hiểm, chúng ta suy nghĩ biện pháp khác. Minh thủ buông nghĩa ăn, cạch một tiếng nhỏ, thành công làm trình diễn câm miệng, trợn to mắt nhìn cô, cô lại muốn làm gì, người kia chỉ mỉm cười gọi phục vụ tính tiền. Trình Diễn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh như trời tháng 3 đột nhiên thổi tới một luồng khí lạnh, lạnh đến thấu xương. Trình Diễn phát hiện Minh Thủ không có hành động gì đặc biệt, cả ngày đúng giờ lên lớp, nhưng trong lòng hắn bồn chồn không yên. Chiều nào tan học cũng đúng giờ đưa cô về nhà, chỉ sợ cô một mình đi tìm nguy hiểm. Trình Diễn lại thế rồi. Ôi chao ôi chao, rốt cuộc quan hệ của Trình Diễn và Lộc Manh là thế nào? Sao mỗi ngày đều tới đón cô ấy? A a a, tại sao Trình Diễn không đến đón mình chứ? các ánh mắt hâm mộ của nữ sinh không ngừng lướt lên người Minh Thù, ngay cả Diệp Miểu Miểu cũng mờ ám chọt chọt cánh tay cô, liếc mắt đầy thâm ý nhìn Minh Thù. Lúc trước không phải nói người ta không tự mình đến, không xem là quan tâm sao? Bây giờ người ta đích thân đến, đã đủ để tâm chưa? Minh Thù nhìn ra ngoài cửa sổ, trình diễn dựa vào hành lang ngoài phòng học, cúi đầu nhìn điện thoại. nắng chiều chiếu trên người hắn, cả người dường như phủ lên một tầng sáng ấm áp, ảo mộng hư vô như mỹ nam trong truyện tranh bước ra. danh chuông tan học vang lên, lớp học trở nên ẩm ý, các nữ sinh vây quanh trước cửa sổ, nhìn trình diễn đầy si mê. Minh thủ không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, chủ yếu là đồ ăn vặt. Sách theo túi sách phồng lên rất đặc biệt, dưới ánh mắt hâm mộ của vô số nữ sinh, đi ra khỏi phòng. Trình diễn tiến lên phía trước nói chuyện với Minh Thù, dáng vẻ lạnh lùng của Minh Thù, làm đám nữ sinh tức giận đến cào tường. Thực là có phúc mà không biết hưởng. Cậu có thể đừng đi theo tôi được không? Minh Thù cảm thấy người này thật phiền phức. Cả ngày không có việc gì làm là theo đuôi cô. Theo cái gì mà theo, cô là tù nhân sao? Cậu không nói cho tôi cậu muốn làm gì, tôi vẫn sẽ theo cậu. Trình Diễn kiên định, tôi sẽ không để cậu làm chuyện nguy hiểm. Minh Thủ liếm môi trên, hít sâu, tôi muốn đi thả bom, cậu muốn đi sao? Trình Diễn, bom ở đâu, đang giỡn với hắn à? Hiển nhiên, Minh Thủ không phải nói chơi. Không biết từ lúc nào, cô lại lấy được một bộ đồng phục học sinh cấp 2, thay đồng phục mang túi sách vào thư viện. Lúc này, đang nghỉ trưa trong thư viện có người. Trình diễn ngây ngốc đi theo cô, trong lòng đang chửi thầm. Tại sao lại muốn theo? Hắn không theo, làm sao biết còn có cái gì cô không làm được? Trong thư viện chỉ có mấy người quản lý, góc chết rất nhiều. Trình diễn nhìn cô lấy ra thiết bị bom hẹn giờ, hư hư thực thực trong đống đồ ăn, đặt vào một góc thư viện, đặt thời gian là 10 tiếng đồng hồ. Trình diễn trông chừng cho cô, có quỷ mới biết tại sao phải trông chừng cho lộc manh. Từ thư viện đi ra, Trình diễn cảm giác phía sau lưng mình chảy một tầng mồ hôi lạnh. Lá gan của cô cũng lớn thật. Cậu không phải muốn nổ banh thư viện chứ? 10 tiếng đồng hồ, khi đó thư viện đã không còn ai, cô chưa từng muốn mạng người. Cảnh sát tra được cậu thì làm sao bây giờ? Như vậy là phạm pháp. Hôm nay là thứ sáu. Minh thủ cười khanh khách, nói một câu. Thứ sáu thì làm sao? Thứ sáu thích hợp nổ tan tành thư viện. Thứ sáu. Phan Trí Quốc phải tổ chức hoạt động, không ai phát hiện trong thư viện có học sinh. Không đúng, trình diễn bị hành vi của minh thù, làm sốc đến mức, y quy cũng bị ảnh hưởng. Gần đây ngoại trừ đi học, hầu như trình diễn đều dõi theo cô, cô sao lại có thời gian làm thiết bị bom hẹn giờ này. chương 50, đồng minh học sinh cá biệt 27. Tối thứ 6, 9 giờ, phòng chống khủng bố nhận được thư nặc danh tố cáo, có người gài bom ở thư viện trường cấp 2 nào đó, thời gian phát nổ là 10 giờ tối. Đơn vị liên quan đến phòng chống khủng bố, nhanh chóng ra quân vây quanh thư viện. Trong thư viện có không ít học sinh, chúng lập tức bị cảnh sát đưa đi. Cảnh sát lục tung toàn bộ thư viện, tìm ra một quả bom hẹn giờ. Tuy nhiên trong thư nặc danh nói là có hai cái, còn có một quả chưa tìm ra. Trong lúc lục soát, một cảnh sát phát hiện một đường hầm ngầm trong thư viện, tầng hầm ngầm xây dựng quy mô vượt xa tưởng tượng của cảnh sát, nhanh chóng được báo lên. Trong hầm ngầm không chỉ có học sinh, còn có một vài nhân vật có tiếng trong xã hội, áo quần sộc sạch. Cảnh tượng cực kỳ xa hoa lãng phí, làm khiếp sợ mọi người ở đây phòng chống khủng bố biết sự tình nghiêm trọng, báo cáo chuyện này cho thủ trưởng cấp cao, thành án vị thành niên. Gần đây, tổ tuần tra thủ đô còn chưa xuống, nghe báo chuyện đó, khẩn cấp thành lập tổ chuyên án, điều cảnh viên đứng đầu tra rõ chuyện này. Trình diễn đứng trên sân thượng dãy phòng cũ, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên khu cấp 2, trong lòng phức tạp. Còn mẹ nó, còn có hành động như thế này sao? Phan Chí Quốc có chỗ dựa, nhưng cũng không thể nhảy qua, nhúng tay vào phòng chống khủng bố của người ta, lúc này đánh cho Phan Chí Quốc trở tay không kịp có vẻ như bản thân gã ta cũng không ngờ sẽ xảy ra cơ sự này xin lỗi thứ cho kẻ phàm phu như hắn không nghĩ ra biện pháp đi trịch kịch bản này cô không nghĩ tới việc này tuy rằng có thể khiến cho thư viện bị phơi bày ánh sáng nhưng đồng thời cũng sẽ đặt mình vào nguy hiểm đến lúc ban phòng chống khủng bố tìm tới cửa hắn nên cứu người như thế nào nhỡ đâu không tìm được hầm ngầm hay phan trí quốc được báo tin làm gã chạy mất thì sao phan trí quốc cẩn thận như vậy dù cho lúc này bị vạch trần sự thật gã cũng có biện pháp thoát thân minh thù hất tóc mái sợ cái gì cùng lắm thì xử gã thêm lần nữa cậu coi hắn là rau cải trắng sao nói xử là xử trình diễn muốn mở đầu minh thù ra xem rốt cuộc cô nghĩ cái gì minh thù từ trên sân thượng nhảy xuống lười biếng vươn vai về nhà ăn đã cậu còn nuốt trôi cơm làm ra chuyện lớn như vậy rồi phủi mông bỏ đi có nghĩ đến nhóm bị bắt lên sân khấu không trình diễn phát điên vì sao mình lại thích một người như vậy trả lại hàng có kịp không ngày hôm sau tất cả tin tức đều nói về sự kiện thư viện kia mà căn cứ theo thông tin cảnh sát để lộ bom hẹn giờ lúc đó khi tháo rỡ phát hiện bên trong không có thuốc nổ gì chỉ có một ít vật chất trạng thái kết tinh sau khi kiểm nghiệm xác định thành phần chính là đường mía cũng chính là đường cát trắng mục đích của người đặt bom hẹn giờ hẳn là để bọn họ phát hiện chuyện của thư viện theo như lời trình diễn phan trí quốc phủ nhận toàn bộ việc làm của gã Gã vô tội đổ hết mọi tội danh lên người Thi Nhã Hân. Phan Chí Quốc không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào bất lợi cho gã. Nhưng Thi Nhã Hân cũng đã báo án 3 ngày trước, vạch trần tội ác của Phan Chí Quốc, Thi Nhã Hân thuyết phục mấy học sinh đứng ra chỉ điểm xác nhận Phan Chí Quốc. Luật sư Phan Chí Quốc cho rằng học sinh bị hoảng sợ, trạng thái tinh thần có vấn đề, lại có Thi Nhã Hân hướng dẫn, không thể làm chứng. Ngay khi Phan Chí Quốc cho là mình có thể rửa sạch tội danh, lại xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Đối phương không chỉ xác nhận, điểm mặt chỉ tên phan trí quốc là đầu sỏ gây tội còn có chứng cứ phan trí quốc bất hòa với quá nhiều học sinh thế nhưng với kim chủ của gã đâu thể không lộ mặt mà họ đâu dễ gạt như những học sinh kia sớm đã lưu giữ chứng cứ phan trí quốc không biết vì sao xuất hiện người chỉ ra và xác nhận gã chuyện này đối với bất cứ người nào cũng không tốt phan trí quốc ngã ngựa loại người như gã tuyệt đối không hy sinh bản thân bảo vệ người khác sau khi biết mình không có bất kỳ cơ hội nào trở mình nhanh chóng phản bội lập công chuộc tội để được khoan hồng đem thần linh cao ba thước cùng kéo vào vũng bùn. Sản nghiệp của Phan Chí Quốc bị niêm phong toàn bộ, bức bách học sinh làm chuyện ghê tởm này đều là việc nhỏ, gã còn mang tội danh buôn lậu làm hại mạng người. Mặc dù là lập công chuộc tội, cũng chỉ có thể trải qua tuổi già trong tù. Về phía tổ điều tra, căn cứ vào tố cáo của Phan Chí Quốc, tra ra một con cá lớn, quan chức và những người có địa vị xã hội bị liên lụy, trên dưới toàn thành phố nhiều vô kể. Tính toán này của Minh Thủ thành công, chủ yếu là do Phan Chí Quốc đụng vào họng súng tổ điều tra hơn nữa bất ngờ bị bắt quả tang và bị kim chủ phản bội, nếu không có thể sẽ không làm gì được gã. Đây là sự kết hợp giữa may mắn và thực lực. Điều trình diễn lo lắng nhất không phải là Phan Chí Quốc, mà là chuyện minh thù gài bom trong thư viện gây ra khủng hoảng, cũng là phạm pháp, nếu bị người ta điều tra thì toi đời. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo cũng không thấy có người tìm minh thù. Dần dần trình diễn mới an tâm được, Phan Chí Quốc bị xử tù trung thân, còn những người kia hầu như đều bị nghiêm trị thì Nhã Hân có công tố giác, trong lúc bị ép buộc mới làm ra những chuyện kia, cân nhắc mức hình phạt tuyên vài năm tù giam. Về phần những đứa trẻ kia, đều cần tiến hành điều trị tâm lý, khu cấp 2 tạm thời nghỉ học. Chuyện này sôi sùng sục cho đến khi kỳ thi cuối năm mới lắng xuống. Mà cuộc thi cuối kỳ lại khiến mọi người sốc bể mắt kính, học bá lại thi thành kết quả như lần trước. Một lần là ngoài ý muốn, nhưng hai lần thì chỉ có thể là có chuyện. Đối mặt với chất vấn của mọi người, cùng ánh mắt của các thầy cô điên cuồng oanh tạc, học bá đều dùng khuôn mặt tươi cười ứng phó tuyệt không để tâm đến kỳ nghỉ hè thì biến mất không còn thấy tăm hơi trình diễn cắm cọc nhà cô ba ngày mới thấy người đương nhiên là minh Thủ đi ăn trình diễn sung phong nhận việc đưa cô đi ăn gì đó minh Thủ vốn không vui nhưng không biết từ lúc nào trình diễn đã lấy lòng vợ chồng lộc ra đối với cha mẹ quanh năm không thấy mặt cứ như vậy mà yên tâm giao cô cho trình diễn con ruột sao là ruột thịt thật sao rốt cuộc tiểu yêu tinh trình diễn kia cho các người lợi ích gì hay là sắp phá sản cần bán con gái manh manh sáng sớm trình diễn kéo vây ly đến trước cửa ngay cả sưng hô cũng sửa lại sau này xin chỉ giáo thêm minh thủ đóng sầm cửa đem gương mặt đẹp trai kia nhốt ngoài cửa chỉ giáo thêm cái đầu ngươi manh manh để anh vào đi sao em lại nhốt anh bên ngoài bác trai bác gái mà biết sẽ trừ tiền tiêu vặt của em đó mặt trình diễn xuất hiện bên cửa sổ minh thủ chống nạnh nhìn người bên ngoài hít sâu hai cái mỉm cười đi đến cửa sổ, lạch cạch kéo rèm cửa sổ lại. Tức giận, cần ăn cái gì đó để bình tĩnh. Rắc rắc. Ở cửa có tiếng chìa khóa mở, cửa bảo vệ bị người đẩy ra. Đầu tiên là dương hành lý, tiếp theo là gương mặt gợi đòn của Trình Diễn, manh manh, em xem. Trong tay Trình, diễn rõ ràng là chìa khóa nhà cô. Minh thủ ném cái gối đầu trên ghế sofa qua, nụ cười hơi hung dữ, cậu mới là con ruột của bọn họ phải không? Ngay cả chìa khóa cũng cho, rốt cuộc bọn họ làm giao dịch bí mật gì? trình diễn dễ dàng ôm lấy cái gối, manh manh, chấp nhận đi. Được rồi, bác gái nói cho người làm nghỉ, cho nên sau này ở đây chỉ có hai người chúng ta, thế giới hai người nha. Minh thủ còn cười hung hãn, tôi nhất định cho cậu một thế giới hai người khó quên. Anh đây rất chờ mong